Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Để muốn đi tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh M cho đến đỉnh N, thì đây là khu vực này và khu vực này. Nếu chúng ta để ý kỹ vào cái hình vẽ nha, bây giờ mình tô một xanh dương. Bây giờ từ M đi sang A. Thì từ đỉnh A này nè, chúng ta có hai hướng đi, một là đi sang D, mà từ D chỉ có một duy nhất đi đến N. Hoặc là đi đến E thì có một đường duy nhất đi đến N. Như vậy mình tô màu xanh dương nha, hai cái đường đi. Như vậy từ đỉnh M đến điểm đỉnh A thì chúng ta sẽ có hai đường. Tương tự mình tô màu xanh lá cây, từ đỉnh M đi đến đỉnh B thì từ đỉnh B chúng ta lại tiếp tục có hai đường khác. Và hai khu vực D và F đều đi đến N. Và đường còn lại cũng tương tự. Qua đây thấy rõ, chúng ta có tổng cộng là 6 con đường. Như vậy, mình sẽ tính hết cả 6 con đường cùng một lúc. Rồi sau đó mình so sánh. Bây giờ từ M nè, đi sang A. Từ A đi qua D đến N. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 3, 8, 9. Thì cái này chúng ta bấm máy tính ra. Chúng ta ra 20. Như vậy, mình ghi chấm chấm là làm tương tự nha. Mình ghi kết quả thôi, tại vì cái này làm như nhau. Như vậy, chúng ta có 3, 10, 7. Thì ở đây chúng ta ra kết quả là số 20 luôn. Tiếp tục, 4, 8, 9. Chúng ta ra kết quả là số 21. 4, 6, 12. Thì chúng ta ra 22. Tiếp tục 5, 6, 7. Ở đây chúng ta ra số 18. Và 5, 8, 12. Chúng ta ra 25. Như vậy, so sánh cả 6 con số này thì con số 18 là số nhỏ nhất. Và số 18 chính là 5, 6, 7. Quãng đường M, C, E, N. Như vậy mình tô màu tím là con đường đúng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.